Thì sau đây thì cũng xin chia sẻ cho tất cả anh chị em nhà thì mới gắn nước phun sương nè, nhưng mà nước nó nhiều quá cho nên là để đây nó mát. Trai đẹp đại gia đến kìa, lái xe hơi lại đây ăn, may mắn quá vì siêu thị người ta đóng cửa để xe hơi được 2 chiếc. Cho nên anh ơi, anh vô đây ăn hả? Ăn ở đây hả, đem về? Mang về hả? Rồi anh vô trong mua luôn. Ở nơi đó người ta mới dẹp đó, cho người ta để xe đó đấy anh đi. Ủa vậy vô hả? Anh đi 2 người hả? 2 người. Trời ơi, anh nhớ em lắm hả? Đúng rồi. Anh đến thăm em hả? Đúng rồi, đến thăm đi thi đó. Đến thăm em. Anh thương em không? Anh mến em không? Mến em hả? Không có yêu em, mến em thôi. Sao sao đây, cảm ơn tất cả anh chị em nha, được dẹo trai rồi. Hello, xin chào cả nhà yêu thân thương đến với kênh Thi Vlog ngày hôm nay ạ. Bữa nay là ngày thứ 3 cho nên là rất là vui được gặp tất cả anh chị em đến rất là đông đúc ủng hộ Thi. Có nhiều món ăn để phục vụ cho tất cả anh chị em ở gần, ở xa, Úc, ở Pháp, ở Canada, ở Mỹ. Đây là cơm cháy trà bông nha mọi người nha. Ăn rất là ngon luôn, cơm cháy trà bông, ôi là trà bông luôn. Mua về nhà để tặng cho bà con cô bác. Đây là ghẹ sữa nha mọi người, nhà thì có bán đặc sản nhất nha, để trong dĩa gỏi. Với lại chân gà rút xương, mua một hộp chân gà rút xương, tặng một ly trà tắc và tặng 2 cái khăn lạnh luôn nha. Rất là ngon luôn mọi người ơi, màu nó đỏ rừng rực vậy, nó ngon gì đâu. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều, luôn luôn yêu mến. Mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối tại Shopee Food, tìm kiếm Thi gọi đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt ở nhà Thi có bán ớt sa tế nha, ăn họ ăn mì trộn, ăn mì nấu, mì luộc gì đó, ăn hủ tiếu, bánh canh, phở rất là ngon luôn. Một hộp chỉ 80.000 thôi, mua hàng được. Mua hàng ví dụ mà mua nhiều thứ á thì free ship cho tất cả anh chị em. Đặc biệt là mắm ruốc này thì nhận free ship luôn, 250.000, hủ ớt 80.000, 330.000 free ship các tỉnh. Ship 2 ngày sẽ có hàng ăn nha. Cả nhà tranh thủ mua hàng nha cả nhà. Đặc biệt nữa ớt đường thốt nốt nè, kho thịt kho cá rất là ngon luôn, da heo nha, cơm cháy trà bông, rất là nhiều thứ để phục vụ cho tất cả anh chị em. Đặc biệt nữa khách hàng đến rất là đông luôn, mà để xe, để nơi để xe rất là gọn gàng. Tất cả anh chị em đến quán nhà Thi ăn có thể là mua ốc luộc. Ốc bu luộc rất là ngon luôn nha cả nhà, tươi rần rật luôn nha. Thơm ngon nực nồng. Đó, ăn quyến rũ bá cháy con bồ chét. Đặc biệt là nước sốt rất là ngon và lạ, đậm vị tại quán nhà Thi. Ăn gọi là ghiền mê ly. Mời cả nhà cùng thưởng thức tại quán nhà Thi nha. Hộp gà luộc chấm muối tiêu rất là ngon nha cả nhà nha. Cái này thì mua ở bên Lào á. Thì để trưng bày rất là ngon luôn, thơm ngon cực kỳ luôn, quyến rũ nồng say. Đó. Đây. Cả nhà hãy thưởng thức nha, tại quán nhà Thi có nhiều món ăn. Và đặc biệt nữa cả nhà muốn mua gì cũng có hết. Rồi sau đây thì khách hàng đến rất là đông, mọi người ăn có thể là rửa tay nơi đây. Nếu không rửa tay thì có thể là xài khăn ướt nha cả nhà. Cả nhà thấy Thi bữa nay tươi không ạ? À? Thi bữa nay màu cam nha, có anh nào thèm cam không ạ? À? Em sẽ dắt cam của em cho mấy anh nha. Cảm ơn anh nha, chúc anh ăn ngon miệng. Rồi sau đây khách hàng đến rất là đông đúc luôn, đặc biệt là trai đẹp. Anh trai anh hơi ngại, cánh nét hoài. Thôi, bây giờ đây thì khách cũng đã đến đông rồi, Thi chuẩn bị vô đâm gỏi. Bây giờ Thi sẽ, trước khi Thi vô đâm gỏi thì Thi sẽ uống một ly yến. Để cho buổi trưa da thì nó mát và đẹp. Yến này thì mỗi lần thì có bán như một hũ 100.000 nha mọi người. Với lại thì ở dưới sông thì đã từng trải qua, thì đi kéo lưới, kéo cá, mua cá, đi giăng câu, cắm câu này nọ thì đã gành hết rồi. Thì cho nên thì biết cái hoàn cảnh đó là những người Việt Nam bệnh khổ lắm. Cho nên người ta không biết nói cho ai nghe được và không tâm sự với ai được. Thì Thi cũng may mắn thì đã từng trải qua cái khổ đó, thì đã về Việt Nam. Thì được may mắn mà Thi đi kiếm tiền được, thì cho nên là Thi nổi tiếng nữa, thì cho nên Thi vẫn chia sẻ cho tất cả anh chị em để nghe. Tại vì Thi đã trải qua rồi thì cho nên Thi biết. Còn nếu mà Thi không trải qua cái hoàn cảnh mà Thi ở dưới sông mà bơi cá, móc cá, đi cắn câu, đi câu cá, đi kéo lưới này nọ thì không có nói cho mọi người nghe được đâu. Thì bây giờ Thi nói chung ra Thi rất là vui được gặp tất cả anh chị em. Nếu mà mỗi ngày Thi có nói điều gì sai sót đi thì mọi người thông cảm giùm nha. Hoặc là có thể là mọi người đến quán nhà Thi có gì đó sai xuất thì mọi người hãy góp ý Thi qua số Zalo 0706768158. Cảm ơn tất cả anh chị em. Bây giờ Thi đi vô đâm gỏi cho khách hàng ăn tí xíu, Thi đi ra trò chuyện tiếp tục với tất cả anh chị em trên kênh đài truyền hình FM Thi gọi đưa đủ Việt Nam. Nam 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 Nam. Còn em cũng chưa có chồng luôn, bấm số 2 nha, chốt đơn nha. Được anh nào chốt anh đó luôn. Giờ đẹp trai là mình chốt hết. Cảm ơn nha, rất là vui được gặp chị em. Rồi sau đây thì cũng rất là vui được gặp chị em mà con cô bác ở đến nơi đến xa, ở gần luôn luôn yêu mến và theo dõi chương trình kênh YouTube của Thi mỗi ngày. Biết giờ Thi bán, biết giờ Thi nghỉ thì Thi rất là vui luôn. Thì thật ra là nhiều khi Thi quay YouTube mỗi ngày để cho tất cả anh chị em biết là giờ Thi bán, giờ Thi nghỉ thôi. Và đặc biệt là cũng cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến ủng hộ. Và tất cả anh chị em cũng yêu mến từ nơi xa đến. Tuy đường xa xôi hơi rất là khó nhưng mà vẫn yêu mến Thi vẫn ủng hộ. Thì Thi cũng gắng cố gắng hết mình để phục vụ cho tất cả anh chị em. Ê, tặng 2 ly trà tắc chưa?
Rồi sau đây tất cả anh chị em đến ủng hộ Thi, không được ăn gỏi thì có thể là mua tất cả các món ăn ủng hộ Thi. Vì nhiều khi Thi không có thời gian để phục vụ cho tất cả anh chị em, mong rằng tất cả anh chị em thông cảm giùm Thi. Nếu có điều gì đó sai sót mà phục vụ không được tốt cho lắm xin thông cảm bỏ qua. Vì nhiều khi đông quá cho nên mệt quá cho nên phục vụ mọi người không được nhiệt tình cho lắm. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Sao anh bỏ em đi lấy vợ vậy? Anh chán em, anh ngán em hả? Em gầu dễ sợ lắm, buồn dễ sợ. Cảm ơn anh nha. Trời ơi, ôm anh này mới đã nè. Anh đến từ đâu? Ôm đã. Anh đến từ đâu? Ở Huệ luôn hả? Ủa sao rồi, ở đây là gái miền Nam hay gái Huệ? Tất cả Huyết. Huệ hết. Ai ra xứ Huế thì ra. Sau đây tất cả anh chị em cũng đã biết rồi, quán nhà Thi có 2 lầu. Vì nơi nào cũng có gió thoáng mát, rất là mát luôn. Từ cái ngày mà Thi gỡ cái miếng này ra xong cái Thi che cái miếng che này rất là mát. Vì cái nơi đây Thi sẽ để 2 cái máy quạt rất là mạnh luôn. Đặc biệt nữa tất cả anh chị em đến quán nhà Thi ăn có thể lên phía bên lầu á, có bồn rửa tay rất là nhiều. Và đặc biệt nữa máy quạt cũng rất là nhiều luôn, ở trên đây rất là thông thoáng. Và tất cả anh chị em có thể lên đây, có thể ngại Thi thì ngồi dưới đất. Ví dụ mà không ngại thì mình ngồi ở dưới, mình đi ngại thì mình lên lầu mình ngồi ăn. Đó, thôi mình trò chuyện tâm sự với bạn gái, bạn trai. Đó, hoặc là tất cả anh chị em thì lên đây rất là thoải mái. Vì nơi đây có nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ để phục vụ tất cả anh chị em. Đặc biệt tất cả anh chị em ăn đến quán nhà Thi ăn á, đây có mấy cái giỏ rác này mọi người nhớ dục vô giùm nha. Nói chung ra là chung tay với nhau sạch sẽ, giữ môi trường sạch sẽ chung với nhau là được. Nếu mọi người đến quán nhà Thi ăn có thể những gì đó mọi người có thể góp ý Thi. Thật ra mấy cái giỏ rác này Thi để rất là nhiều luôn, một bàn một cái thì mọi người dục vô cho Thi cho nó sạch tí xíu, hoặc là mọi người xài khăn ướt cho nó sạch hơn. Nói chung ra là mọi người dục ngoài cũng được, dục trong cũng được, nhưng mà mọi người dục ở trong thì thấy nó sạch hơn và bảo vệ môi trường chung với nhau vậy đó mọi người, cho nó đẹp hơn. Với lại ở trên đây thì có màn hình LED riêng để cho tất cả anh chị em xem. Đây là cái sinh nhật của con Thi. Ngày xưa cái quán cũ nha mọi người nha, màu mè rất là đẹp luôn. Hôm qua có ai ở nước ngoài tặng cho Thi một bó hoa, nhưng mà nếu có xem YouTube của Thi cũng cảm ơn luôn nha. Không biết trai hay gái tặng nữa. Thi hồi hộp, Thi rung động. Và đặc biệt tất cả anh chị em ăn ở trên đây có thể dĩa nè. Dĩa mình ăn là mình lấy tự lấy nha. Hoặc là tương ớt tương cà này nọ hết đó. Ê tương ớt tương cà hết rồi chắc lên đi. Còn không ở dưới á? Ở dưới còn nè. Hả? Chắc lên đi. Ê tâm xí găng mà chắc đủ bàn đi mới đủ. Ở đây không có đủ rồi nè, tâm xí găng tao mua 2 hộp đó, lấy xuống chắc liền đi. Thì sau đây Thi sẽ đi xuống dưới thì đâm gỏi để phục vụ cho tất cả anh chị em nha. Và đặc biệt là trên đây nói chung ra ngồi chứa được 200 khách. Cho nên ngồi đông rất là nhiều nha mọi người nha, buổi chủ nhật rất là đông luôn. Và bây giờ Thi sẽ đi xuống dưới để phục vụ cho tất cả anh chị em đâm gỏi vì khách vô rất là đông rồi. Nói chung là tất cả anh chị em đến đây chủ yếu là gặp Thi là nhiều. Và tại vì Thi nói chuyện á, nhưng mà Thi ít có nói chuyện với mọi người tại vì Thi không có thời gian. Khách mọi người thấy không, vô rất là đông luôn, rất là vui. Luôn luôn yêu mến, ủng hộ và nhiệt tình. Thì Thi cũng xin chân thành cảm ơn. Và đặc biệt nữa Thi mới gắn cái máy phun sương nè mọi người đó, nó phun sương kìa. Và Thi đang tìm mua hai cái hồ nước. Nếu có ai bán hồ nước phong thủy á, bằng đá phong thủy màu vàng á nha, đá hoa cương á, thì có thể là inbox cho Thi 2 cái hồ mà có cái mâm để chảy nước. Thi sẽ để 2 bên phía cửa nhà Thi. Và đặc biệt nữa thì Thi sẽ để 2 cái hồ nước, tại vì Thi hợp nước với cây. Cho nên nước càng nhiều, cây càng nhiều thì Thi càng làm giàu nhanh thôi, nói chung là vậy. Và đặc biệt là nói chung ra là cái phong thủy của Thi là màu vàng. Cho nên là Thi là vàng với xanh là nhiều nha mọi người. Xanh là mát mẻ, vàng là ánh nắng mặt trời. Cho nên là mình phải còn ánh nắng mặt trời thì mới có cây cối mới phát triển được. Cho cuộc sống của chúng ta, con người của mình cũng vậy, cũng phát triển theo những cái cuộc sống hàng ngày. Thì Thi làm theo những cái cách đó. Và đặc biệt nữa tất cả anh chị em đến quán nơi đây thì order nơi đây nha, mình có thể lên lầu. Hoặc là mọi người ngồi ở dưới phía dưới để mình ngồi chung, ngồi xem Thi biểu diễn ở đây, đâm gỏi ở đây, muốn hát ở đây. Và bây giờ thì khách cũng đã đông rồi, thì bây giờ là order khách hàng. Bây giờ tất cả anh chị em đến quán nhà Thi ăn có cá lìm kìm chiên giòn. Và đặc biệt nữa mắm cá lóc chân Thi cũng được quảng cáo bữa nay. Đây là mắm cá lóc chân nha, chân hột vịt muối, hột vịt lạc, thịt ba gọi rất là ngon. Và đường tiêu tỏi bột ngọt rất là ngon, chân đường thốt nốt luôn rất là ngon luôn. Cả nhà mua về mà làm biến nấu cơm ăn á, để vô cái nồi cơm điện hoặc là hấp lại, hoặc là mọi người để vô cái nồi nước chưng lại. Trời ơi, tao nói nó ngon, chấm dưa leo ngon, cực kỳ ngon. Bán rất là đắt luôn, một hộp có 100.000 thôi, mua trên Shopee Food cũng có, mua trên app Grab cũng có. Rất là ngon nha cả nhà nha, 100.000 thôi. Mua về đi ba mẹ mình ăn cơm không được, đó làm biến ăn đồ ăn đó, mua này về ăn. Nói chung đó rất là ngon luôn á, những cái đồ mà Thi ăn ở đây là đồ tuyển chọn là ngon nha. Chuẩn bị có lạp xưởng nữa, ngon lắm. Cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị ăn ngon miệng. Rồi sau đây thì gặp được khách hàng các nơi các tỉnh rất là nhiều và đông đúc đến nơi đây. Miếng mắm ớt hả? Con tính gì nè, thôi ốc ai cũng bán rồi, làm gì cho lạ. Tại vì sao? Tại vì chú quen ăn cái kiểu nước mắm á. Nước mắm ở ngoài đường người ta bán, người ta hay bán ốc á. Cho nên thấy thôi cái nhiều người bán quá rồi.
cho nên làm gì cho nó lạ để cho mình bán được. Làm giống quá, người ta nghĩ ăn của mình luôn. Cảm ơn chú nha, chúc chú gia đình vui vẻ. Rồi sau đây gặp được khách hàng rất là đông. À, có lợi đây rồi, đi Lào mới về, đi Lào được từng rồi. Thật ra là đi chơi du lịch là nhiều nhất là quay phim rồi quay về bán rồi mới quay đăng lên, ta tưởng là mình đang đi. Cảm ơn em nha, chúc em ăn ngon vui vẻ. Rồi cảm ơn cả nhà yêu đến từ nơi xa. Đây là fan hâm mộ. Đây có vợ chưa? Có vợ rồi hả? Chết rồi, đến từ đâu anh? Coi kênh em mỗi ngày. Cũng vừa ăn. Nhưng mà ốc ăn chưa hết kìa. Chút nữa để hộp đem về nha. Cảm ơn anh nhiều nha, chúc gia đình vui vẻ. Còn đây là hai vợ chồng hả anh? Hai vợ chồng. Tại vì em hỏi trước biết sao để em ôm. Tại vì ôm chồng ta sợ ta đánh ghen. Nhiều khi ôm chồng ta xong về người ta không ghen, người ta không ghen ở đây, người ta ghen ở nhà. Ta nhéo chồng ta quá trời vậy đó. Ta thấy em ôm quá ngọt ngào quá. Cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh vui vẻ. Rồi. Rồi sau đây cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều nha. Bây giờ cũng cảm ơn rất là yêu mến Thi Thi. Nhớ tại Shopee Food tìm kiếm Thi Thi gọi đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa vào lúc 12:30 cho đến 22:00 tối hàng ngày, phục vụ tất cả anh chị em. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại vào clip ngày mai.